Sáng nay ngày 6 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thông qua đề án bổ sung nhân sự Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí bầu đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, được tỉnh ủy điều động về nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Giang mong muốn đồng chí Giàng Thị Bằng phát huy tốt kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, tổ chức bộ máy, con người, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, đặc biệt là triển khai hiệu quả các mô hình, dự án giúp cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội.